Xin chào các bác, hôm nay buổi chiều sắp tối rồi. Em sáng hôm nay vừa lấy được con i10 này về. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết về con i10 này cho các bác. Nếu mà bác nào đúng chân, đúng tầm tiền mà cảm thấy mua được thì alo cho em. Đây em cũng xin giới thiệu luôn, đây là chiếc i10 bản thiếu, bản taxi ấy. Sản xuất năm 2014, số sàn và không có túi khí, không có túi khí. Đấy, rồi là vành thì là vành bằng la răng bằng sắt này này. Đấy, mọi người phân biệt nó đơn giản thôi. Thứ nhất là không có túi khí, thứ hai là la răng bằng sắt này. Đó, thì là ra luôn và không có phanh ABS. Nhiều bác là cứ hỏi là có phanh ABS không, thì em nói luôn là không nhé. Tại vì nó là bản taxi, bản rẻ nhất mà. Thì hôm nay em đi mua được cái xe này thì để em tìm ra những cái lỗi xấu của nó nhé. Tìm lỗi xấu của nó là, thứ nhất là cái xe này thì xe đã chạy dịch vụ chắc chắn rồi, không ai mua cái bản thiếu về để đi gia đình cả. Còn những cái bác nào mà suốt ngày cứ rêu rao ở trên mạng bán xe là không dịch vụ, không taxi thì không đúng nhá. Anh em cứ để ý giúp là hầu như tất cả các con bản basic, gọi là bản basic thì toàn bộ là nó là taxi, dịch vụ, chạy dịch vụ, nói thế cho nhanh. Đỡ phải hỏi nhau là dịch vụ hay là cái gì. Thì được cái con xe này ấy, là mình mua là mua lại của một anh thợ, ban đầu là cứ nghĩ rằng là của dân bán cơ, nhưng mà chốt lại là đấy là của anh thợ, của một anh thợ. Và cái xe này thì đầu tiên là đã được sơn, toàn bộ sơn quay lại hết rồi, sơn quay lại xe đẹp rồi. Đấy, mình thích nhất ở cái xe này ấy, việc đầu tiên là cái vấn đề về máy. Máy là được cái máy nó nguyên bản. Đây em quay nhá, em những cái gì em thích trước, xong những cái gì em không thích thì em cũng sẽ quay và nói luôn cả giá nữa để cho các bác đỡ phải hỏi nhiều, đỡ phải mặc cả nhiều. Rồi là thì nói chung các cái thông tin liên quan về cái xe đấy, bác nào mà mua được thì mua. Việc đầu tiên là đây là máy nó nguyên bản. Thứ nhất là máy nó chưa ra máy. Thì những cái con xe nào mà đời này rồi mà lại chưa ra máy thì cũng phải nói là như bản thân em đi mua là ít gặp. Chủ yếu là đã ra rồi, ít nhất là doang giàn cò. Đó. Thì cái con này mình kết nhất ở chỗ là máy nó vẫn nguyên bản. Đấy là đầu tiên, máy nó nguyên bản. Xem mà những cái chỗ ốc giàn cò này, rồi là ốc chân máy này, cũng là nó, thứ nhất là nó nguyên bản. Thì thích ở cái đấy đầu tiên. Cái thứ hai là cái sắt xi. Sắt xi con này ấy, thì là về đầu và đít nó nguyên bản, không bị đâm đụng gì. Đấy. Cabo các thứ là nguyên bản cả đây luôn. Keo chỉ nguyên bản, cabo nguyên bản. Chưa bị đâm đụng gì. Đấy là cái thứ hai mà thích. Đấy. Cái thứ ba thích là họ đã sơn quay một cái lớp sơn rồi. Khá là ổn, đẹp. Nói chung là em như em ghi cái tiêu đề cái clip màu nhỏ sáng nay đấy là đều xe. Nhiều bác đọc, có một bác lại chưa đọc kỹ sao lại bảo xe đều, mà không phải, mà là đều xe, có nghĩa là nó đẹp đều đều ấy, xấu đều đẹp đều kiểu thế. Thứ ba em kết là máy này, khung này, sắt xi không bị đụng. Đây nhá, quay cả phần đít cho các bác xem này. Quay phần đầu rồi được quay phần đít. Đây là cái chùm xe để tránh nắng, tránh bụi bậm. Đây thì cái phần đồ lốp phụ đây vẫn còn nguyên bản. Và đít thì không bị đâm đụng gì. Xe này thì cũng là xe chạy dịch vụ rồi. Nhưng mà chủ xe thì chắc là cũng dịch bệnh nó cũng đuối tiền. Không chạy được nữa thì phải bán thôi. Đây, tất cả những cái chỉ, cái gioăng của mặt nắp đít này là nguyên bản.
ok. Tiếp theo là cái trần đây này các bác này. Trần này tại sao người ta lại cứ đóng vào như này, trần 3D này. Thứ nhất là để cho nó đẹp. Thứ hai là nói thẳng luôn ra là người ta chạy ngoài đường nhiều thì nó nóng, trời mùa hè này thì nó nóng, thì ốp thêm cái lớp đấy vào nữa nó chống nóng được hơn. Lý do là như thế, cho nên là con taxi nào hầu như là cũng người ta bịt cái trần này vào. Đấy, mất vài triệu đấy. Thì con này nó là con bản con xe mà người ta chạy dịch vụ. Nhưng mà kiểu như là xe thương quyền ấy. Nên là chủ xe người ta cũng khá là giữ gìn. Đây em quay các cái chỉ cánh cửa sau bên phụ. Đây. Rồi tiếp theo là các cái nút bấm đính tán này. À, vẫn như thông thường thôi anh em. Xem những cái đấy. Tiếp là cửa chính này. Này, cửa lái này. Đây, chỉ đây. Suốt dọc xuống dưới. Rồi. Cái xe này thì là tua công tơ mét là cái chắc rồi nhá. Anh em khỏi phải hỏi là chạy được bao nhiêu vạn nữa. Bởi vì bản thân em không biết là chạy được bao nhiêu vạn luôn. Cái xấu của cái này ấy là có cái hút gió này này. Chiều nay bác Cường bác ấy đem đi cho một cái anh có cái làm nhôm kính hay gì đấy. Thì tán thêm cái đinh này vào rồi để nó giữ nó chắc. Không nó sẽ rơi cái ống này ra. Khi mà đạp ga nó kêu ù cái thì nó kêu ở đây. Nó là cái lọc gió máy này. Đấy cho nên lấy dùng cái thép này buộc vào tí đây này. Nó không bị rời ra. Cabo các thứ nguyên bản, đèn đóm nguyên bản. Đèn đóm ok. Đây, từ những cái chân đèn này anh em nhìn là nó ổn. Chân đèn bên này cũng vậy. Kính con này là kính nguyên bản. Chưa thay bất kỳ cái kính nào. Đây để xem cái chỉ cửa sau đây. Chỉ cửa sau là rất ổn. Đó. Gầm em xem rồi. Cái chỉ cửa trước này nữa này. Đây, chỗ này nguyên bản này. Đây, cái cửa trước của nó bị một tí là vấn đề như này nhá. Cái chỉ này nó bị nứt ra này. Tức là có thể là chắc là bị quẹt ở bên ngoài hay như nào đấy. Nhưng cái chỉ này, cái chỉ này nó nứt. Đây các bác nhìn rõ không nhỉ? Cái chỉ nó nứt một chút xíu nhưng cái này không vấn đề gì lắm nhá. Đối với con xe mà kiểu dịch vụ như thế này và giá tiền nó hợp lý thì con xe này rất là ổn. Mình đi tìm mãi kiểu xe như này và tầm tiền này rất là khó. Gần như là không tìm được. Bán toàn bán cao, toàn trên 200 mới bao nhiêu thôi. Còn dưới 200 thì toàn những con nát bét xấu kinh khủng luôn. Đây, quay cả mặt, táp lô các thứ. Ghế thì bọc lại da rồi nhá. Ghế bọc lại da đẹp luôn. Đấy. Cả cửa sau bên này nữa, bọc lại da. Thì xem xe thì anh em là một là xem về đầu đít như thế. Thứ hai là xem kính. Đấy, xem kính. Không bị thay. Thứ ba là xem những cái chỗ này này. Nếu mà xe bị lật, tại sao có thể xem chỗ này thì xe nó bị lật. Làm lại cột ấy, thì các cái đinh tán ở đây nó sẽ mất đi. Đấy. Thì mình xem đây là sẽ biết được. Và xem gầm. Xem các cánh cửa. Xem đầu đít. Rồi xem về lốp. Lốp thì con xe này còn tạm ổn. Cũng không phải là xịn sò quá nữa nhưng mà lốp vẫn còn được. Đi khoảng tầm lốp này đi khoảng tầm 2 vạn nó mới phải thay. Nếu mà một người công chức bình thường thì chắc có lẽ đi khoảng tầm 2 năm nữa mới phải thay. Đấy.
Hôm nay em quay cái view này, nó cảnh nó đằng sau nó không được đẹp lắm. Đây, em chỉ cho các bác đây, đằng sau cái chỗ xây kia là showroom của em. Còn mãi đất ra từ đấy đằng sau này nữa cơ. Dài nó rơi tầm 20 mét nữa. Đây, chưa làm gì cả. Đấy. Mặt tiền thì rộng đến 25 mét. Rồi là anh em mình sẽ test đến các cái bộ phận như là còi, gương, đèn các thứ. Xong rồi anh em chạy thử thì sẽ xem được gầm bệ các thứ của nó như nào. Thì con này nó bị gầm, nó có bị lục cục ở bên kia, bên bánh phụ bên kia. Và ngày mai mình sẽ đem đi để chỉnh gầm và thay. Đi như vậy là có thể là bị hỏng cái rơ tuyên cân bằng. Thì anh chủ anh ấy nhà cũng làm gara và anh bảo cái này hỏng rơ tuyên cân bằng rồi, anh chưa thay. Thì ngày mai, sáng mai mình sẽ thay. Anh em nào mua thì về chỉ việc đi, đổ xăng vào mà đi thôi, không cần phải chỉnh trang cái gì nữa. Đây, ghế đằng sau đây thì ghế nguyên bản của nó là ghế nỉ thôi. Còn cái này là đã được bọc da rất là đẹp, đều luôn, đẹp xe. Riêng phần ghế lái này, phần ghế lái là có thêm cái lót, cái gì đây, lót cái hạt hạt này ngồi cho nó đỡ mồ hôi, đỡ mỏi. Đấy. Gương kính chỉnh điện hết. Thì chung quy cái xe này á là bên em đã mua về rồi, tại hiện tại tại showroom rồi. Và bán với mức giá là ngày mai nữa em đi chỉnh gầm nữa là sẽ bán mức giá nó rơi vào khoảng tầm 198 triệu. Xe này thì em bán, em đã mua 181 triệu rồi, và cộng tiền lời, cộng với tiền đi, cộng với tiền sửa nữa là nó sẽ ra cái giá bán cho anh em 198 triệu, và có ra lộc, có bớt cho anh em nào thiện chí. Đấy, đem về chạy gia đình thì thoải mái, ok luôn. Giống như các con taxi khác thôi, chạy đầy đường. Cái con này là con xe chạy dịch vụ, xe thương quyền, nên là chủ xe giữ gìn khá là đẹp về mọi thứ. Còn nếu mà cứ taxi chạy suốt thì đến bây giờ chắc là nó cũng tan nát rồi. Đấy. Xe đẹp như trên hình luôn anh em nhé. Không phải là xe xấu mình không mua. Và đặc biệt con này được cái máy móc nguyên bản. Đấy, nhìn góc này cũng rất là đẹp. Xe biển Hà Nội. Biển cũng rất là đẹp. Đấy, còn một cái vấn đề mà anh em muốn hỏi là rút hồ sơ được hay không ấy, thì là rút hồ sơ được. Mình trả lời là rút hồ sơ được nhé. Rút hồ sơ ấy, thì bên mình sẽ hỗ trợ về mặt hộ, về mặt rút các thứ. Nhưng mà cái phí là anh em phải chịu. Đấy, tức là mình sẽ gọi điện nhờ các anh em bên làm bên dịch vụ rút hồ sơ các thứ là người ta sẽ làm. Còn lại phí thuế như nào là các bác phải chịu. Thì như con xe này chắc là sẽ hết khoảng tầm 5-6 triệu tiền rút hồ sơ sang biển sang tên. Đấy, anh em nào mà không sang biển sang tên cứ thế để biển 30 mà đi cũng vẫn ổn, ok. Giấy tờ đầy đủ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và giấy tờ của chính chủ với cả hợp đồng công chứng đầy đủ hết. Đây, cái đăng kiểm với phí đường bộ là đến tháng 8 2022 nhé. Đấy, tháng 8 2022 thì mới hết. Nên anh em yên tâm, con xe này hôm nay mình đã chạy từ chỗ mua ở dưới Hiệp Hòa Bắc Giang, đã chạy về đây, chạy số má rất là ngon, đều và lái không bị lạng lái, mọi thứ ok, số má nhẹ, phanh ăn. Máy nổ ngọt, máy chưa ra, chưa gì cả. Đấy. Nguyên bản. Nó chỉ xấu ở bên cái chỉ bên cửa bên kia một chút thôi. Nhưng mà cũng không vấn đề gì lớn lắm, những cái đấy là chuyện bình thường thôi. Xăng thì còn nửa bình, anh em thoải mái đi. Bật mí thêm với mọi người một chút nữa là ngày mai, hôm nay là thấy chủ gara sửa, mình sửa con Vios ấy thông báo rồi, có thể ngày mai để xong con Vios và mình sẽ xem là hết bao nhiêu tiền, sẽ cộng thêm tiền lời, tiền công bọn mình đi nữa thì mình sẽ báo giá cho mọi người con Vios limo đấy.
Con Vios Limo ấy thì có một cái là rất là hay ở chỗ là máy nó ngon, zin. Riêng máy là xịn sò, máy chạy rất êm, đẹp. Đấy, sau cái mua được cái con Vios Limo đấy thì mình có đi xem hai con như thế nữa. Nhưng mà máy móc các thứ thì nhão và không được ngon như con kia. Đấy, anh em nào quan tâm đúng chân cái con Vios đấy thì có lẽ là chiều ngày mai thì em sẽ có clip chi tiết lên cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong 8 giờ tối thường ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.